Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin chào buổi tối ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Đan Lê. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Bộ Công an vừa phối hợp nhiều đơn vị triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy được xem là lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay. Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội đã phải làm việc với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, yêu cầu làm rõ vụ trao nhầm con cách đây 6 năm. Trong một tuần tới, bệnh viện phải hoàn thành thủ tục cần thiết đưa các cháu trở về với bố mẹ đẻ. Tại sao điểm thi môn lịch sử thấp kỷ lục trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018? Cùng trao đổi vấn đề này trong chuyện tối nay. Trong lúc vẫn đang được điều trị hồi phục sức khỏe tại bệnh viện, các thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan liên tục đón những tin vui bất ngờ. Cục Cảnh sát Ma túy C-47 Bộ Công an vừa phối hợp với đoàn 3 đặc nhiệm biên phòng và các lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy được đánh giá là lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay. Vâng, và được biết là đường dây này do Phan Hữu Hiệu, tức là Chuột 48 tuổi, quê ở Nghệ An cầm đầu, và công an đã bắt 7 đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều tang vật trong vụ triệt phá đường dây này. Trước đó, trinh sát C-47 phát hiện Hiệu và đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Các nghi can thường xuyên đi lại giữa hai nước để bàn bạc với các ông trùm. Khoảng 17:30 chiều 11 tháng 7, khi Hiệu chỉ đạo đàn em giao ma túy cho một đại lý ở chung cư Oriental trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát ập vào khống chế nhiều người, thu 60 bánh heroin. Cùng lúc thì các mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào 7 địa điểm tại quận Tân Phú, quận 1 và quận 3, bắt Hiệu và hàng loạt đàn em. Có tổng cộng là 179 bánh heroin được tìm thấy, gần 4 tỷ đồng, nhiều ô tô và hàng loạt tài liệu chứng cứ bị lực lượng chức năng thu giữ. Đây là vụ án mua bán vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án này. Thời gian gần đây thì liên tục các vụ đánh ghen, lột đồ đã xảy ra ở nhiều địa phương, sau đó được ghi hình lại và tung lên mạng xã hội, như vụ đánh ghen xảy ra ở Quảng Ninh tuần trước, hay là vụ đánh ghen ở Thanh Hóa cách đây không lâu. Điểm chung của các vụ đánh ghen đó là các cô gái thường bị lột đồ, đánh đập dã man và sỉ nhục giữa chốn đông người. Một vụ đánh ghen tương tự cũng vừa xảy ra ở xã Phùng Xá ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đối tượng bị đánh ghen cũng là một cô gái trẻ, bị lột đồ giữa phố và bị đổ cả mắm tôm lên người. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 12 tháng 7 tại địa bàn xã Phùng Xá ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một cô gái bị nhóm người lao vào lột quần áo, đổ mắm tôm lên đầu, tóc và lưng. Hình ảnh ngay sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đa phần họ tỏ ra phẫn nộ với hành vi hành hung, làm nhục cô gái của nhóm người. Dù chưa biết nguyên nhân vụ việc nhưng nhiều người cho rằng rất có thể cô gái trẻ bị đánh ghen. Công an xã Phùng Xá cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với công an huyện Thạch Thất để truy tìm nhóm người nghi đánh ghen, lột đồ, đổ mắm tôm lên người cô gái trẻ nói trên. Vì sự việc xảy ra vào buổi trưa, lúc ít người qua lại nên chưa thể tìm ra cô gái trẻ. Thưa quý vị, thời gian qua, một số tài khoản mạng xã hội giao bán nano vàng để chữa ung thư, dẫn chứng các công trình nghiên cứu ở nước ngoài rất thành công. Theo quảng cáo, nano vàng là vật liệu vàng hoàn toàn tinh khiết, không hóa chất và có giá thành rẻ hơn nhiều so với thế giới. Tuy nhiên là các bác sĩ ở tại Bệnh viện Ca Trung ương thì đã khẳng định nano vàng tự do không có giá trị chữa bệnh, uống nhiều có thể gây ngộ độc và thậm chí là tử vong. Các bác sĩ cho biết hạt nano vàng được phát hiện có độc tính. Điều này đã được thử nghiệm trên động vật, cho thấy chúng có hấp thu trong cơ thể ở hầu hết cơ quan, bao gồm não, lách, đặc biệt là gan. Việc nghiên cứu tác dụng trên tế bào ung thư bằng kháng thể đơn dòng gắn hạt nano vàng mới được thử nghiệm trong ống nghiệm và trên động vật, chưa có nghiên cứu trên người bệnh ung thư. Do đó, việc dùng nano vàng điều trị ung thư chưa phải là một phương pháp hiệu quả. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý mua nano vàng để điều trị. Việc sử dụng hạt nano vàng tự do có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc cấp tính và mãn tính, gây nguy hiểm đến sức khỏe. Vẫn biết có bệnh thì phải vái tứ phương, nhưng vì nghe những lời quảng cáo hấp dẫn mà không ít bệnh nhân đã mất từ 8 cho đến 15 triệu đồng cho mỗi chai 500ml nano vàng. Tuy nhiên bệnh thì chẳng đỡ mà còn mất mạng.
Đơn cử mới đây là một trường hợp bệnh nhân bị ung thư vú đã tử vong vì uống thứ được cho là thần dược này khi mới 45 tuổi. Vâng, được biết là có hai loại hạt nano vàng là nano vàng tự do tan trong nước và nano vàng được gắn kháng thể nhắm trúng đích. Với nano vàng tự do thông thường có tính trơ, rất khó bị đào thải khỏi cơ thể nên người uống nano vàng với khối lượng lớn trong thời gian ngắn rất dễ dẫn đến ngộ độc, thậm chí là tử vong. Vâng, và thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc trao nhầm con cách đây 6 năm tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Sáng nay thì Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì về vụ việc này. Và Sở Y tế yêu cầu trong một tuần tới, bệnh viện phải hoàn thiện xong các thủ tục và giấy tờ cần thiết để đưa các cháu trở về với bố mẹ đẻ của mình. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra lại và yêu cầu bệnh viện siết chặt lại quy trình trao nhận trẻ sơ sinh để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc như vụ việc cách đây 6 năm. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong thời gian ít nhất là một tuần tới, bệnh viện phải có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các giấy tờ cần thiết để hai cháu bé bị trao nhầm có thể về với bố mẹ ruột của mình. Sở Y tế Hà Nội cũng đưa ra yêu cầu bệnh viện cần thống nhất nhanh phương án hỗ trợ thỏa đáng và hợp lý cho hai gia đình sau những sai sót này. Cũng trong sáng nay, Sở Y tế đã kiểm tra lại quy trình trao nhận bé sơ sinh cho gia đình tại bệnh viện và yêu cầu phía bệnh viện siết chặt lại quy trình này để không xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Được biết, sự việc trao nhầm con xảy ra 6 năm trước, thời điểm đó bệnh viện chưa có mã số đeo tay cho sản phụ và bé sơ sinh như nhiều bệnh viện bây giờ. Việc trao nhận trẻ sơ sinh cũng được nữ hộ sinh gọi tên sản phụ và gia đình vào nhận bé. Có thể nói bị trao nhầm con là ác mộng lớn nhất đối với mỗi ông bố bà mẹ. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đã từng để xảy ra những sai sót như thế này. Theo thông tin đưa ra bởi tạp chí Time, hàng năm tại Mỹ có khoảng 20.000 vụ vô tình trao nhầm con. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trên thực tế thì con số này có thể còn cao hơn nhiều bởi vì việc trao nhầm không được phát hiện và trong nhiều trường hợp, cho tới khi những đứa trẻ đã trưởng thành và đã rất gắn bó với bố mẹ đã và đang nuôi mình thì việc trao nhầm con mới được phát hiện. Ở tại Mỹ thì những rắc rối xung quanh việc bệnh viện trao nhầm con của hai cặp đôi sinh con cách nhau một ngày vào năm 1995 đã khiến các bệnh viện trên toàn nước Mỹ buộc phải xem xét lại quy trình giao nhận trẻ và hiện đại hóa các phương thức trao trẻ sơ sinh. Vụ việc bắt đầu được phát hiện khi hai đứa trẻ được 3 tuổi và bà mẹ đơn thân Paula kiểm tra ADN của con mình là bé Carly. Tuy nhiên, thật không may, bố mẹ ruột của Carly đã thiệt mạng do tai nạn xe hơi. Khi Paula đòi quyền giám hộ con ruột thật sự của mình, gia đình của bố mẹ ruột Carly đã không đồng ý. Qua 3 năm kiện tụng, tòa đã quyết định rằng hai cô bé sẽ ở lại với gia đình đang nuôi mình đến khi đủ lớn để ra quyết định. Paula cũng kiện trung tâm y tế, yêu cầu được bồi thường 31 triệu đô la Mỹ và cuối cùng nhận được 1,25 triệu đô la Mỹ. Một trường hợp khác có thể nói là có hậu hơn khi anh Dimas Ali Brandi, người Brazil, đã thử ADN và biết rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ. Hóa ra Dimas bị hoán đổi lúc sinh với một cậu bé khác là Elton Plaster. Điều thú vị xảy ra sau đó, gia đình Plaster mời nhà Ali Brandi chuyển đến sống ở trang trại của họ, nơi họ đã dựng một ngôi nhà khác. Giờ đây thì hai chàng trai trẻ đều được sống cùng cả bố mẹ ruột và những người đã nuôi họ lớn lên. Girls were born at a Charlottesville, Virginia. Trước nhiều vụ trao nhầm con sau sinh xảy ra ở cả Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, nhiều người không khỏi lo lắng về việc này, nhất là những người chuẩn bị làm cha làm mẹ. Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng thừa nhận chưa có quy định cụ thể về quy trình trao nhận con sau khi sinh, nên mỗi một bệnh viện đã tự xây dựng quy trình cho riêng mình. Vậy nhiều bệnh viện hiện nay đang thực hiện quy trình này ra sao để tránh xảy ra sự nhầm lẫn đáng tiếc? Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, với mỗi bé chào đời tại bệnh viện sẽ được đeo số thứ tự, ép bằng nhựa mica nên không bao giờ bị nhòe hay mờ số. Mẹ sẽ được đeo vào tay, con đeo vào cổ. Những số này được đeo theo cặp ngay tại bàn đẻ, bàn đón chờ mổ. Người đeo số cho hai mẹ con cũng là người trực tiếp ghi hồ sơ bệnh án để tránh nhầm lẫn. Khi bàn giao trẻ tại giường bệnh, nhân viên y tế chỉ bàn giao con cho bà mẹ, không giao cho bất kỳ ai sau khi đã đối chiếu số với mẹ, số con trùng khớp và kiểm tra thêm giới tính của trẻ. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đều sử dụng dây bấm cố định bằng nhựa mềm cho cả mẹ và con. Quy định bé gái màu hồng, bé trai màu xanh, con đeo vào chân, mẹ đeo vào tay. Trên mỗi dây bấm điền đủ 3 thông tin gồm mã số, tên mẹ, tên con. Đồng thời trước khi ra viện, cha mẹ phải xuất trình giấy tờ chứng nhận ra viện, bảo vệ kiểm tra kỹ các thông tin mới được bế con về nhà.
Được biết do chưa có quy trình chuẩn từ Bộ Y tế nên vẫn có nhiều bệnh viện không đủ điều kiện áp dụng các loại dây đặc biệt, dây được đeo cho mẹ và bé vẫn rơi tuột mã số để nhầm lẫn. Hiện thì rất nhiều nước trên thế giới đã có cách để quản lý mẹ và con sau sinh hiện đại hơn là cấp cho mỗi bé mới sinh một mã ID và chỉ cần quẹt là ra thông tin mẹ cha, thậm chí còn theo dõi được bé đang di chuyển đến vị trí nào. Thưa quý vị, hiện tại các cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang vẫn đang được chăm sóc sau bệnh viện sau khi được đưa ra khỏi hang. Tất cả vẫn đang nằm trong phòng cách ly và chỉ có thể nhìn thấy người thân qua cửa kính để tránh có nguy cơ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, sức khỏe của cả 13 người vẫn ổn định và được cho là đang trong tiến trình phục hồi. Cho đến nay, thì các cầu thủ nhí của đội bóng Thái Lan được giải cứu khỏi hang Tham Luang đã liên tiếp nhận được những tin vui trong khi vẫn đang chờ hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Theo thông tin từ trang tin The Guardian, thì ba cầu thủ Pornchai Kamluang, Adun Samon và Mongkon Bunpiam cùng với huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang vừa được giải cứu khỏi hang Tham Luang. Về mặt giấy tờ vẫn là những người không có quốc tịch. Cả bốn người vẫn chưa được xem là công dân Thái Lan theo luật của nước này. Do vậy họ không được hưởng đầy đủ các quyền lợi như các thành viên khác trong đội bóng. Ba cầu thủ nhí và huấn luyện viên trên đều xuất thân từ những gia đình dân tộc thiểu số sống ở khu vực biên giới phức tạp giữa Thái Lan và Myanmar. Còn huấn luyện viên 25 tuổi cũng không có đủ tiêu chuẩn để được hưởng các dịch vụ công cộng của Thái Lan. Tuy nhiên, Giám đốc Cục Đăng Kiểm thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan xác nhận văn phòng của ông đang xem xét cấp quyền công dân cho cả ba cầu thủ nhí và huấn luyện viên của họ. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng một trường đại học của Thái Lan cũng đã ký vào bức thư gửi tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai đề nghị cấp học bổng toàn phần cho tất cả các thành viên trong đội bóng vừa được giải cứu khỏi hang nếu các em có mong muốn hoàn thành bậc đại học, cao học và tiến sĩ tại trường đại học này. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đã kết thúc. Điểm thi đã được công bố và điều mà dư luận đang quan tâm ở thời điểm này là điểm thi môn lịch sử quá thấp. Đà Nẵng là tỉnh thành có điểm thi môn này thấp nhất cả nước. Đồng Nai, Quảng Trị, TP.HCM trên 80% thí sinh dưới điểm trung bình và hàng loạt thí sinh bị điểm 1 môn lịch sử. Điểm môn lịch sử thấp kỷ lục là nỗi buồn của nhiều giáo viên dạy lịch sử cũng như nỗi lo của phụ huynh và xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng điểm thấp ở môn thi này hoàn toàn không gây bất ngờ. Vậy tại sao điểm thi môn lịch sử lại thấp như vậy? Và có phải do nhiều học sinh lười học môn này hay đó là môn học mà chưa đủ sức hấp dẫn đối với học sinh? Trong chuyện tối nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề này với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Hiển, giảng viên khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào giáo sư tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, với những thông tin mà chúng ta vừa theo dõi thì ông có thể nhận xét như thế nào về cái kỳ thi năm nay về số điểm của môn lịch sử? Vâng, với một cái kết quả thi môn lịch sử của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 thì quả thực tôi cũng như rất nhiều thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh và toàn xã hội rất là bất ngờ về cái kết quả của môn lịch sử. Bởi vì như cái dự kiến đánh giá ban đầu đó, của bản thân tôi cũng như là đội ngũ thầy cô thì cho rằng là đề sử của năm nay là khó hơn so với năm trước. Cho nên ấy là khó mà có thể đạt được điểm tuyệt đối. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận thí sinh, cái phổ điểm chủ yếu nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 cho đến 6 điểm. Vâng. Nhưng mà kết quả thì nó lại ngược lại với cái điều đó và nó gây nên sự bất ngờ rất lớn. Dạ. Tính ra là điểm số thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm trung bình là 3,79 điểm thôi. Và cái điều này thì chắc là sẽ gây ra nhiều bất ngờ cho nhiều người. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân dẫn đến việc điểm thấp như vậy ngoài cái lý do là đề khó ạ? Vâng, bên cạnh lý do là đề khó, bởi vì năm nay là có mở rộng thi thêm chương trình của lớp 11. Hai là có tăng thêm cái số lượng câu hỏi ở mức độ vận dụng cao, tức là những câu hỏi đánh giá kiểm tra về năng lực so với năm trước đây, thì nó có một cái lý do có thể nói là trực tiếp, đó là cái số lượng thí sinh mà dự thi môn lịch sử với mục đích ấy là chỉ cần điểm tránh điểm liệt, tức là tránh điểm một thôi để được công nhận tốt nghiệp, thì cái số này tập trung vào môn lịch sử rất cao. Nên số lượng thí sinh thi môn lịch sử là tới hơn 56 vạn. Nhưng mà chắc chắn trong cái số đó
thì không đến 5% là tham gia tuyển sinh những cái ngành mà có môn lịch sử, mà chủ yếu vẫn là để được công nhận tốt nghiệp. Và từ cái điều ấy thì các em nó sẽ phải điều chỉnh cái chiến lược học tập ở lớp 12, phải tập trung cho ba cái môn mà xét tuyển sinh, và còn những môn còn lại thì các em chỉ có thể học ở một mức độ nhất định để có thể đạt được cái điểm đó. Và trong đề thi thì chúng ta cũng có 20 câu ban đầu, mà chính vì 20 câu ban đầu này đấy, nó chỉ dừng ở mức độ kiểm tra kiến thức cơ bản, và đội ngũ thầy cô, đội ngũ chuyên gia thì nhìn vào đó thì thấy là học sinh rất là dễ dàng có thể đạt được cái lượng điểm đó, và cho rằng là điểm 5 và điểm 6 nó sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Thế nhưng mà rõ ràng là vượt lên được những cái điểm cao hơn là khó, và nó gây bất ngờ chính là chỗ là nó không như cái kỳ vọng của đội ngũ chúng ta, là muốn nó có từ 5 đến 6 nhiều hơn, mà kết quả là nó chưa được đến, nó chỉ được khoảng độ gần 3,8 điểm tính điểm bình quân tất cả các thí sinh. Thì đấy là một cái phổ điểm rất là thấp mà nó gây bất ngờ. Nhưng mà tôi có một suy nghĩ là nếu như 20 câu đầu tiên là dành kiểm tra kiến thức cơ bản mà các em làm được hơn một nửa, tức là 3.25 cho đến 3,5 là cái số lớn nhất, thì như vậy là nó đã hoàn thành hơn một nửa cái số câu hỏi mà dành để kiểm tra kiến thức cơ bản. Bởi vì chúng ta đang sắp xếp các em thi với mục tiêu tốt nghiệp với các em thi với mục tiêu tuyển sinh, thế thì hai cái đối tượng đó là hoàn toàn khác nhau. Và nếu chúng ta chia cái phổ điểm này làm đôi thì nó sẽ là công bằng hơn. Bởi vì hiện nay chúng ta đang so sánh giữa một bộ phận là các em chỉ là những người tập thể dục thường xuyên để rèn luyện sức khỏe, với một đội ngũ những cái người chuyên khối C, những người chuyên sử của các trường chuyên, tức là giống như những người tập thể dục bình thường với các vận động viên quốc gia, thì chúng ta thấy cái độ chênh nó quá lớn, và chính cái điều đó mới làm chúng ta choáng váng nhiều hơn. Vâng, nhưng mà nếu so sánh kết quả của nhiều năm trước đây thì rõ ràng là bộ môn lịch sử so với những môn khác, cái tổng điểm của nó cũng không được tương quan với cả những bộ môn khác ạ. Đúng, đúng như thế. Thì bên cạnh một cái lý do là phần lớn các em thi môn lịch sử để xét tuyển sinh, nó khăng khôn như các môn khác. Những em mà nó chỉ xét tuyển sinh không thì rất khoát là nó sẽ lựa chọn cái nhóm tổ hợp các môn khoa học xã hội, và trong đó thì có cái phân môn là lịch sử. Trên cái số lượng nó rốc vào đấy rất đông, thì nó có một cái nguyên nhân sâu xa mà tôi cho đó chính là cái vị thế của môn lịch sử. Trong toàn bộ chương trình dạy học ở nhà trường phổ thông cũng như là trong xã hội. Bởi vì mặc dù không có một văn bản nào quy định, nhưng mà mặc nhiên là vẫn môn lịch sử vẫn bị coi là một môn phụ. Mỗi một tiết, mỗi một tuần lễ đó, thì học sinh cũng chỉ được học được khoảng tối đa là một tiết lịch sử. Và riêng học kỳ 2 của lớp 12 thì có tăng lên một tiết rưỡi thôi. Tức là so với các môn như văn, như toán, như ngoại ngữ thì cái số giờ mà phân phối để mà học môn lịch sử ấy là chỉ bằng khoảng từ chưa được khoảng độ trên dưới 20%, thì như vậy là rất thấp. Trong khi các môn khác thì các em còn đầu tư học tập không phải chỉ ở nhà trường, không phải chỉ ở nhà, mà còn đến các cái trung tâm học tập, các cái trung tâm để mà luyện thi nữa. Tức là cái đầu tư công sức, đầu tư thời gian của các em nó rất lớn vào đó, nhưng cái thời gian đầu tư công sức của môn lịch sử nó không đáng là bao nhiêu. Và do cái vị thế của môn lịch sử nó không đúng với cái tầm quan trọng của nó, là một cái môn học cung cấp những cái tri thức cơ bản mang tính nền tảng về lịch sử và văn hóa dân tộc, để mà từ đó xây dựng nên cái con người Việt Nam, xây dựng những cái bản chất và bản lĩnh của con người Việt Nam, thì đó là cái vị thế của môn học được xã hội đạt được vị trí rất thấp. Không phải chỉ là ở các nhà trường, mà kể cả những cấp lãnh đạo và những cấp quản lý cao hơn, ở trong tâm lý của xã hội, trong tâm lý phụ huynh cũng như của các em, thì cũng cho đấy là một cái môn học phụ. Bởi vậy trên cái việc đầu tư cho môn học là chưa thỏa đáng. Vâng, và như chúng ta đang nói về cái vị thế của bộ môn lịch sử, vậy thì có phải là do cách tiếp cận, cách giáo, các cái giáo trình, rồi kể cả cách hướng dẫn của thầy cô chưa làm cái môn lịch sử trở nên là một môn học thực sự là gây hứng thú cho học sinh hay không ạ? Vâng, đó cũng là một trong các lý do. Tôi nghĩ là cái kết quả môn lịch sử nó không đạt được kết quả như chúng ta kỳ vọng thì nó có rất nhiều lý do, có nguyên nhân trực tiếp, có nguyên nhân sâu xa mà chúng ta vừa bàn đến. Và tôi nghĩ là với tư cách là một thầy giáo giảng dạy môn lịch sử thì chúng tôi cũng thấy là có cái phần trách nhiệm của mình. Từ năm 2014 cho đến nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo là phải tích cực đổi mới cái nội dung và phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực. Tức là chúng ta không yêu cầu các em học sinh phải thuộc từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm,
từng tên người, tên đất, với những cái con số, với những cái diễn biến chi tiết vụn vặt. Và đề thi năm nay là vắng bóng, hoàn toàn không có những câu hỏi nào đề cập đến cái chuyện đó cả. Đấy. Mà chuyển sang đánh giá năng lực, đánh giá cái khả năng nhận biết, cái khả năng thông hiểu, khả năng vận dụng, vận dụng cao. Tức là trên nền tảng những cái kiến thức lịch sử ấy mà người thi cần phải thể hiện được đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Từ đó mới hình thành nên năng lực, hình thành đến phẩm chất, biết tỏ thái độ ủng hộ cái gì, đấu tranh chống lại cái gì để mà xây dựng được con người Việt Nam. Thì cái hướng đó đấy là đã được Bộ Giáo dục Đào tạo tích cực chỉ đạo thông qua rất nhiều lớp tập huấn, thông qua các cái kỳ thi để mà tác động trở lại cái cách dạy cách học. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ là cái thời gian để mà chúng ta làm một cái việc này một cái tốt nhất ấy, thì nó chưa đủ, bởi vì nó có lẽ nó đòi hỏi một cái quá trình lớn hơn. Cho nên tự bản thân chúng tôi với tư cách là những nhà giáo thì chúng tôi thấy là có một phần trách nhiệm trong cái điều mà đã để môn lịch sử của mình là một cái môn rất là quan trọng, nhưng mà cái kết quả thì nó không được như mong muốn của xã hội. Vâng, và cụ thể là chúng ta sẽ phải thay đổi trong cách dạy và cách học như thế nào? Vâng, đúng, hoàn toàn phải như vậy. Để giải quyết vấn đề này thì nó đòi hỏi phải có một giải pháp tổng hợp. Nhưng mà nó cái lý do ở đâu và thuộc về ai thì người đó phải có trách nhiệm. Từ góc độ của những người giảng dạy thì chúng tôi nghĩ là trách nhiệm của mình là phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phải hướng mạnh, phải chuyển mạnh theo cái hướng là phát triển năng lực của học sinh thông qua việc dạy học môn lịch sử. Bên cạnh cái việc là đầu tư để mà nâng cao thêm cái kiến thức chuyên môn của mình thì rất cần phải chú ý đổi mới về mặt phương pháp. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ đã đến đây và trao đổi cùng chúng tôi những cái rất là chi tiết về chủ đề ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.